Pagoda. Trà đá. Nó uống trà đá, nó uống trà đá. Đình chùa, thờ cúng. Oh. Thờ cúng. Okay. Hey. Ồ uế, ồ uế quá. Tại sao lại mặc quần đùi vào đây? Bảo họ thay đồ, không thì đuổi ra ngoài. Quần dài, quần dài. Trouser, 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 trouser. No, no quần đùi. Yeah. Điếc à, điếc à. Này, tôi tưởng ăn học ở trên thành phố về thì anh phải lịch sự hơn chứ. Sao lại ăn nói như đám mặt quất thế? Chúng nó mà biết ấy, chúng nó cười rồi đấy. Tôi có như thế nào ấy, không cần mấy ông phải chê nhá. Tôi đâu dám chê nhân tài của cái làng này đâu. Tấm gương sáng thế cơ mà. Dựng được cả cái nhà nghỉ to như thế nhưng chẳng có ma nào vào. Tôi khuyên cậu một câu chân thành nhé. Sống ở đời ấy thì phải biết mình là ai. Thôi anh. Tôi hèn hạ đấy, thì sao? Nhưng mà anh bảo phải biết mình là ai thì nhầm rồi. Tôi không như ai đấy. Lấy mác là giáo viên dạy đạo đức, nhưng mà đi làm cái việc vô đạo đức, xì đều với cả xóm làng. Trả cho bác em đi anh. Đừng chờ bác ý nữa anh ơi. Bác em đi. Anh ơi, thôi. Đừng... Anh ơi, đừng có đùa dai như thế. Thôi anh ơi. Anh ơi. Em xin, xin thôi anh ơi. Thôi, đừng chờ bác đùa dai như thế. Thôi. Công, ba thằng mình sẽ trở thành những ngôi sao sáng nhất làng. Nếp sống của làng mình không như vậy. Văn hóa thì văn hóa nó cũng phải phù hợp chứ. Việc nhà cổ đấy à? Nhân chi sơ tính cả khịa à? Đêm qua anh ở đâu? Làm gì? Với ai? Chắc anh chưa quên đúng không? Nếu thích thì thử làm một đôi xem sao. Mày định chạy lạ để không phong với thằng này đâu nhá. Sau tất cả thì sĩ diện đối với bố là thứ quan trọng nhất.